Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái sản phẩm liên quan các bạn. Thì nó cũng dễ thôi ha. Ở cái sản phẩm liên quan này á, các bạn sẽ cho mình ở cái phần detail nè, ở trang chi tiết ha. Ở trang chi tiết thì các bạn sẽ cho mình cái một đoạn code như thế này thôi. Đây, mình sẽ nhét nó vào VBag ha, Related Product nè. Thì ở đây nó sẽ có là product nè, nó sẽ lấy gì các bạn? Nó sẽ lấy cái đầu tiên là nó so sánh là category ID bằng các bạn, bằng category ID ha, product category ID. Thì ở trên đây mình lấy được cái ví dụ như là mình lấy được cái category là 4 đi ha, bằng 4. Thì những cái thể loại sản phẩm liên quan tới cái danh mục bằng 4 á, thì nó sẽ lấy ra ở cái đoạn này và gì các bạn, và nó trừ đi cái gì, cái ID mà các bạn đang xem, có nghĩa là cái sản phẩm mà mình đang xem nè, nó sẽ trừ đi các bạn. Thì và cái dòng là B ha, B là product các bạn. Đây mình viết tắt nè, chấm ID khác với cái gì, product by ID ha, chấm ID. Rồi tag 4 có nghĩa là mình sẽ lấy 4 sản phẩm mà mình sẽ làm theo cái kiểu list ha, mình sẽ đổ ra theo cái kiểu list. Rồi các bạn đẩy nó vào VBag ha. Thì khi các bạn đẩy vào VBag rồi á, thì bây giờ mình lấy ra nó cũng dễ thôi các bạn. Các bạn xuống cái những cái sản phẩm liên quan nè. Đây, recommend item nè, có nghĩa là related đấy ha, product. Rồi ở đây thì các bạn sẽ cho mình cái for each ha, for each. Mình for each cái gì, related product nè. Đây related product đâu rồi? À đây, rồi in ViewBag nha các bạn, in ViewBag rồi related product đây, ok ha. Add gì, in number able product model ha, mình sẽ cho nó theo cái kiểu dạng in number model product model ha. Rồi sau đó các bạn chỉ việc là hiển thị nó ra thôi. Hiện tại nó ra thì cái dòng này nè, cái dòng mà product name của Apple nè, thì nó giống như cái show theo cái sản phẩm của cái thằng trang index vậy các bạn ha. Thì các bạn chỉ việc là copy thôi, copy nè, ví dụ như mình copy ha, thì trang index nè, và copy cái dòng mà product in my webber nè, copy qua, các bạn copy qua ha. Đây rồi bắt ra ha. Thì khi các bạn bắt ra xong thì các bạn chỉ việc là thay cái item bằng related thôi. Đây, thay ha, nó cũng dễ các bạn. Rồi khi bạn thay xong rồi các bạn bỏ đi cho mình hai cái nút thêm giỏ hàng. Rồi sau đó là mình chỉ việc là reset lại thôi các bạn, mình bỏ luôn cái chu này đi, rồi relay lại ha. Đây nè các bạn, sản phẩm liên quan nè. Đây thì khi mà MacBook Pro nè, tại mình có 2 sản phẩm MacBook thôi các bạn ha. Đó. Rồi laptop nè, ví dụ laptop thì mình sẽ có 2 cái ha, không cái này thì sẽ có cái kia ha. Ví dụ như bây giờ mình vô laptop này, rồi đây thì còn một cái nè. Rồi cái ISO thì cái này liên quan nè ha các bạn.